Ukraine dường như đã đạt được bước đột phá quan trọng trong cuộc phản công chống lại Nga. Một số báo cáo cho thấy Kiev lần đầu tiên chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga bằng các phương tiện quân sự. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Ukraine có thể khai thác được bước đột phá hay không và cuộc chiến hiện vẫn ở thế cân bằng. Jan Zentai, cựu đại tá quân đội Mỹ và là nhà phân tích của tổ chức tư vấn RAND, đã xác định một số vũ khí quan trọng đang chứng tỏ tầm quan trọng đối với Nga trong nỗ lực đối phó các cuộc tấn công của Ukraine. Việc sử dụng pháo binh hàng loạt trong nhiều thế kỷ đã là trọng tâm trong sức mạnh quân sự của Nga. Cuộc chiến Ukraine đã bộc lộ những hạn chế trong chiến lược này, khi cả hai bên đều tiêu thụ đạn pháo với tốc độ nhanh chóng và các nhà máy sản xuất vũ khí đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu về đạn pháo. Tuy nhiên, chuyên gia Zentai cho biết, Nga đã thích nghi bằng cách cải thiện độ chính xác của pháo binh thông qua việc sử dụng công nghệ GPS, máy bay không người lái trinh sát và tên lửa dẫn đường chính xác, do đó ít phụ thuộc hơn vào hỏa lực khổng lồ của pháo binh. Các xạ thủ pháo binh Nga đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hạ gục các đơn vị Ukraine tìm cách vượt qua hệ thống phòng thủ của Nga. Đơn vị tác chiến điện tử, một hệ thống tác chiến điện tử của Nga, ảnh minh họa, FOB. Để bù đắp lợi thế về quân số và trang thiết bị của Nga, Ukraine đã triển khai hiệu quả các thiết bị giá rẻ, sẵn có cho mục đích quân sự. Trong số những thiết bị như vậy có máy bay không người lái mà Ukraine đã sử dụng để giám sát các vị trí của đối phương. Tuy nhiên, chuyên gia Zentai chỉ ra rằng, khả năng của Nga trong việc ứng phó với các phương tiện này vẫn còn mơ hồ và có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự cân bằng trong cuộc chiến. Điều này có nghĩa là, khả năng của Ukraine trong việc thu thập thông tin tình báo chiến trường để thăm dò các vị trí của Nga bị hạn chế hơn. Ngay phía sau chiến tuyến, các đội tác chiến điện tử của Nga đã được triển khai để phát hiện và đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine. Các đội tác chiến điện tử của Nga làm việc trong các đơn vị nhỏ khó bị phát hiện với thiết bị đặc biệt có thể gây nhiễu tín hiệu GPS dẫn đường cho máy bay không người lái, thậm chí cả tên lửa dẫn đường chính xác đắt tiền của Mỹ. Khi tín hiệu bị nhiễu, máy bay không người lái của Ukraine sẽ đi chệch mục tiêu hoặc tự ý đi chệch hướng và bị hạ gục. Họ, Ukraine, tổn thất rất nhiều vì Nga triển khai rất hiệu quả chiến thuật tác chiến điện tử và chống máy bay không người lái. Matt Nimitz, cựu thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết, nếu các đơn vị không có máy bay không người lái, họ hoàn toàn bị mù. Họ không thể nhìn thấy những gì ở ngọn đồi bên cạnh, những gì ở trên cây. Họ không thể phát hiện những mục tiêu có giá trị cao của Nga như súng máy và các vị trí pháo binh. Điều đó có nghĩa là họ không thể nhắm mục tiêu vào chúng, ông Dimitr nói. Trực thăng tấn công K-52 của Nga đã gây ra vấn đề nghiêm trọng cho Ukraine trong cuộc xung đột. K-52 có tính cơ động cao, được trang bị lớp giáp cứng và có thể bắn tên lửa chống tăng. Quân đội Anh cho rằng các máy bay trực thăng mang lại cho Nga lợi thế quan trọng trên chiến trường và khiến Ukraine phải trả giá đắt. Chúng được trang bị tên lửa chống tăng LMUA, có thể bắn từ khoảng cách xa. Các kiếp lái K-52 đã nhanh chóng khai thác cơ hội để phóng những vũ khí này ra ngoài tầm phòng không của Ukraine.